Rồi, hello cả nhà, mình xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Này buổi sáng nắng nó gọi vô trong cái hồ cá cả nhà. Mà nhìn nó cái hồ nó sáng ghê, mấy con cá thì đủ màu hết trơn, nó lội tung tăng vậy. Bữa nay ở nhà mình không có nấu ăn cả nhà, mà bữa nay mình làm nước uống cả nhà. Bữa nay mình làm Milo dầm. Nay nhà mình làm nước uống Milo dầm cả nhà. Chào cả nhà, con chào anh bà cô chú. Này có chị ba với mấy đứa nhỏ gì chơi ở trong nhà thì nấu ăn uống rồi. Bữa nay mình không có nấu ăn, mình chuyển sang là Milo dầm. Giờ mình mua được mấy cái này ở đâu vậy? Mua ngoài chợ hay là trên mạng? Dạ mua trên mạng. Đặt mua trên mạng về mình làm. Milo dầm cũng thơm ngon lắm. Cái này thì nói chung là người ta làm sẵn hết rồi, về mình chỉ cần đổ nước mình chế biến một chút thôi là xong phải không vậy? Dạ đúng rồi, mình chế biến thôi khoan. Giờ con lấy bắt nước lên luộc chân trâu trước đi. Luộc chân trâu. Chân trâu là người ta cũng làm rồi nè đúng không? Dạ. Chân trâu thơm lắm đó chị. Thơm không? Thơm. Chân trâu phải thơm đâu, thơm cái pudding này nè. Pudding là cái gì vậy? Nó ăn nó tựa tựa như rau câu vậy đó. Nó đó, nó lay qua đó. Nè giờ con đi hứng nước đi. Đang rồi, hứng miếng nước rồi luộc chân trâu. Cái này nó gồm có cái gì đây giờ? Sữa không đường. Khi mình mua cái một cái bịch combo á thì nó sẽ gồm nè là một bộ bịch bột cacao. Bột cacao ha. Rồi một bịch bột Milo. Bột Milo. Rồi hai bịch pudding. Rồi hai bịch chân trâu. Vậy là thứ người ta bán luôn ha. Dạ. Mẹ ơi, vô đây nước cũng chưa. Rồi giờ con lấy kéo con cắt cái này bỏ vô đi. Dạ. Hai màu có cần riêng không? Thôi đi, chung đi. Chung mình lấy màu nhau. Mình trộn lộn. Rồi, con đổ vô. Ừ ha, lấy màu cũng có lý ha. Vậy thôi đi luộc riêng hai nồi vậy để nó lấy màu. Dạ. Vậy giờ mình luộc cái nâu trước đi. Ừ. Để nó lấy màu nó không ra hết nữa con gái. Rồi, dạ, bắt bếp lên. Cái này có cái mùi ca ca nè. Mấy con cá nè, có con nó bị bệnh cả nhà, mình mới vớt ra. Em mới mua hai con heo nước đó. Đúng rồi, hàng heo nước với một con bình bon. Dạ, con heo nước em mới mua nè. Đúng rồi. Với một con nữa rồi ta. Còn con nữa đâu rồi cha? Còn con nó trốn đâu rồi, một con đó đúng không? Dạ. Ủa còn con ở đâu ta? Kìa nó trốn trong kìa, trốn trong vách kìa. Thì trốn chứ, trốn trong vách luôn. Ừ. Còn con pin bon này đang bị bệnh, nó bị nấm. Vớt ra, kìa cái thao nè, mình bỏ muối vô nè, muối cục nè. Bỏ một muỗng muối cục vô. Con pin bon. Pin bon này đang bị nấm. Vớt ra ngâm muối khoảng nửa tiếng. Khoảng 1 lít nước mình cho một muỗng muối cà phê vô, một muỗng cà phê muối vô. Rồi. Giờ cho chân trâu trắng vô mình luộc một cái nồi riêng. Cái muỗng màu đen nó ngắn, còn cái muỗng màu trắng này nó dài, nó dài mình dễ múc. Cái bụi bông đồng tiền. Cỏ đồng tiền chứ lộn. Nhìn nó đã. Chị ba với mấy đứa nhỏ mới Sài Gòn về cả nhà, cũng mệt tại đi hồi 5 giờ sáng cho nên là ngủ nghỉ rồi, giấc tối cũng thức nguyên đêm ngủ không được cho nên ngủ nghỉ cho khỏe đi rồi chút ra ăn uống. Trời bữa nay thấy nắng nắng đẹp nè. Cái chân trâu này nè mình luộc mình phải cạo đảo đều nó lên cho nó bơi rồi, nó đừng có dính, nếu không nó sẽ bị dính. Giờ con lấy cái gì pudding hả? Dạ. Màu vàng. Trộn với đường phải không? Với đường. Còn. Nè, cầm đây nè. Rõ vậy nè, thấy không?
vậy đó. Hết. Chân trâu gần xong chưa vợ? Dạ cũng sắp xong rồi. Rồi cái màu nâu con đổ của hôm nay. Hai cái, một cái màu nâu, một cái màu vàng, đổ vô hai tô đường. Cái này có giấy hướng dẫn sử dụng không Linh? Dạ có. Hướng dẫn cách làm hả? Cái này mua về cho mấy đứa nhỏ nhỏ như Linh vậy nè, nó tự quậy nó uống được. Có giấy hướng dẫn rõ ràng. Giờ mua mấy bịch này mắc không? Dạ cũng không. Có như 100.000 hay gì. Mua bỏ giờ cũng quên. Ngoài tiệm hình như bán một ly là như cũng 30.000 quá. Mua hai thứ được giảm giá. Nó tặng cái gì nữa trong cái hộp mà mẹ quên coi lên rồi. Dạ. Không biết nó có cách nấu trà sữa không? Chắc có mà đầy đủ hết không? Có nấu trà sữa luôn. Rồi nhiều lắm. Mua cái đó được tặng cái này, mua cái bộ Milo dầm được tặng này, cái này thì quậy ra được một ly nước Coca Lemon, còn này là Lemon gì á, không biết luôn, đào, hình như trái đào. Cái này giống cái bản menu để mua này chứ. Đúng rồi. Quá trời luôn. Nước nào cũng có hết. Giờ đang nấu nước để hồi bỏ cái bút đinh vàng với cacao vô à? Dạ. Giờ nấu bút đinh. Mỗi cái là 600ml. Hơn nửa lít nước một chút, 600. Nấu cái này ra là nó giống như rau câu vậy phải không? Nó đặc là giống như rau câu phải không? Dạ đúng rồi. Cái này mình nấu nước nó sôi xong rồi đó, cái mình tắt. Tắt cái mình đổ cái hỗn hợp này vô, giống như rau câu vậy cả nhà. Mình quậy cho nó tan xong rồi mình mở lửa lên lại, cho nó sôi năm mấy phút vậy? 5 phút à? Dạ cho nó sôi lên để 5 phút là được. Giống như cho nó chín mấy cái đó ha, với nó cô đặc lại xíu. Nó thơm ghê luôn kìa. Rồi mình đổ cái tô cái thao gì giống như rau câu vậy ha, cho nó đặc. Dạ đúng rồi. Sôi 5 phút rồi, bây giờ mình đổ ra cái thao. Mở cái quạt lên cho nó mau nguội rồi mình để trong tủ lạnh cho nó lạnh. Gì? Cha bẻ cái giò qua để cho con dễ đổ. Rồi con đổ chân trâu hết hai cái trắng và đen vô trong cái gỗ rồi, rồi mình xả nước lạnh qua ăn cái. Đổ mạnh vô. Đúng rồi. Rồi xả nước lạnh cho nó đừng có bà bi lên lên đó con. Rồi được rồi. Sao? Vậy là được rồi con, chín hết rồi. Chân trâu này mình lấy ra rồi bây giờ mình bỏ miếng đường vô. Tẩm đường đó cho nó ngọt ngọt. Hai muỗng thôi chắc dừa hả cha? Dừa thôi. Rồi giờ tiếp theo là cái mẻ màu nâu. Con trộn đều lên cái là được rồi. Rồi vậy là được rồi. Cái xin trâu này còn nhìn nó bóng mượt quá Linh. Dạ. Đổ hết rồi chưa con? Giờ đổ cái bột cacao này vô rồi bỏ sữa tươi không đường vô. Cái chừng gió nó thổi bay á. Thắt xuống cái thành đây nè. Nó bay ra thì hết cái thành thao nó cản rồi cái đường. Ủa còn bịch kia là bịch gì nữa vậy? Bịch cacao nữa hả? Bột Milo này để thôi bỏ vô ly. À, bỏ sống vô để dầm á đúng không? Rồi giờ bỏ sữa vô trong cái thao này để mình quậy đúng không? Dạ. Mấy bịch? Dạ một bịch.
Quậy cho tan nha Linh, cái này dễ ốc cục lắm á. Thôi vậy coi như là xong rồi, quậy tan cái đó cái mình đổ vô ly, cái bỏ nước đá vô, rồi cái bỏ cái bột Milo sống kia vô, cái này là xong đúng không? Tính ra làm này cũng nhanh mà đúng không? Ờ, nhanh, gọn, đơn giản. Cái này là mình quậy ra, đó, cho nó tan ra, rồi bỏ vô ly, bỏ đá vô. Xong rồi cái mình bỏ cái Milo sống này vô một cái nữa là xong. Với thạch đó, thạch với chân trâu. Này này kiểu quậy gì lâu lắm. Cà vô cái thạch vậy nè, đúng không? Đổ sữa tươi vô xong rồi giờ cho thêm sữa đặc nữa giờ. Dạ. Cho nó ngọt đúng không? Hết luôn không? Dạ, chờ nữa. Chút à, hơn phân nữa, 70% à. Cái hộp sữa này mấy trăm ml ta? Như 380 à. Vì đổ 350 rồi. Nguyên một hao luôn. Ừ, con quậy sao cho nó tan hết á. Hơi bị khó. Ừ. Này là cây hoa lan nước đó cả nhà, cái bông màu trắng nhìn đẹp quá. Bông hồng này nó thơm ghê luôn cả nhà. Mấy đứa sớm giờ có ngủ được miếng nào không? Sớm con đang ngủ kêu dậy ăn, hôm nãy thì nằm hoài nằm ngủ được. Nằm dập giờ phải không? Dạ. Xong, vừa nằm diêm diêm cái ăn dậy ăn cái năm gọi mà. À, rồi uống Milo xong đi rồi xuống năm chơi. Sao anh ta? Gần, chạy xe chắc tầm 10 phút à, 10 phút chơi lại. Dạ, nếu con chạy nhanh thì 5 phút. 5 phút mà. Đá vô đi chứ phải sao? Rồi mấy đứa tay chân làm uống đi rồi xuống năm chơi nè. Út à? Chắc không quá. Tại hổ còn vệ sinh cái lọc của cái hồ cá nè cả nhà. Hổm ngày cũng lâu rồi đó, cái lọc thùng đó, nguyên thùng đó. Vệ sinh cho nó sạch. Nó lọc lâu ngày nó cũng dơ cặn rồi nhiều lắm. Rồi, phải lấy cái muỗng út con. Có cái giá lên, cái giá nhỏ nhỏ con. Cái giá múc chân trâu rồi. Có còn cái giá nào hình như hai cái lần á. Rửa đi. Nước cứng nó ăn khoan. Lù đi ra đó rồi. Múc đá đi rồi đứa nào uống nhiều tự xử nha, tự múc vô đi, nhiều nhiều ít gì đó thì tự lấy đi cho vừa cái của mình uống cho nó dễ. Đá ít đá nhiều gì đó tự xử nha. Đây. Cái này xong rồi qua đây. Để Út múc cho, để Út con múc hỏng đủ liều lượng á, nó không có ngon. Rồi mấy kia để cho mấy đứa nhỏ nó tự xử rồi vậy. Nó ăn nhiều đó tự múc cho nó dễ. Wow, đó, bỏ chân trâu luôn nha. Chân trâu luôn. Rồi đổ cho nó. Rồi bút bình cao luôn ha. Ờ, nhìn có miếng gan trong cái hũ tiếu nữa. Gì giống miếng gan hủ tiếu à? Giống miếng gan trong hủ tiếu à? Đó, ồ nhìn cũng giống như của người ta bán á. Đó. Có ly ha. Rồi con có muốn ăn thêm cái gì thì bỏ thêm nha Quyên. Cho con cái muỗng luôn. Quyên, con có muốn ăn thêm cái gì thì bỏ thêm nha. Đừng có lấy mấy cục bự con. Ừ, cái Milo này khó múc á, mấy đứa nhỏ múc nhiều khi nó đổ ra ngoài á. Rồi, con muốn để gì? Để đi. Rồi. Cái màu đẹp đi. Màu đẹp lắm nè. Đó, cho thêm miếng Milo sống vô. Bánh lăng chưa? Đây, cho cái bánh lăng. Lấy cái dao mới khửa bánh lăng ra được. Để lên chân trâu luôn nha. Dạ. Còn bánh đá chỉ làm chín. Dạ. Ừ.
muỗng được hả? Muỗng được rồi. Rồi dầm lên đi Quyên, dầm dầm lên uống con. Có đứa nào ăn bút đi không? Cái hai cái bút đin đó mình để trong ngâm trong nước đá cho nó nguội, nó mau đặc. Thay vì chứ để tủ lạnh nó lâu. Còn mình lấy ra ngoài đi, giờ lấy ra ngoài, giờ nó đặc rồi, nước đá cũng tan hết rồi, lấy ra ngoài đi. Nãy mình đập đá mình bỏ vô đó đó. Lấy một miếng nhỏ nhỏ ăn thử con ngon thì mình lấy thêm nữa. Đó. Ngon. Ngon không Quyên? 50 ngàn ly nha. Quên mua gì không? Quên mua cây bánh ốc quế. Đúng không? Đâu ra muỗng dài thòn hay. Trời ơi, út mua đó. Rất là tâm lý nha. Dài vậy mới dễ múc. Dễ dầm. Nó ngắn quá, cái con dầm cái tay con nó đụng vô trong cái ly luôn à. Múc không? Ủa chị gắp một kính hả? Em báo quá. Dầm vừa vừa con, dầm quá là văng nước đá ngoài á. Không á, con cho cái muỗng sâu xuống chút xíu, con dầm nó sẽ đỡ. Ừ, đó, đúng rồi, nó sẽ không văng. Con dầm, con dầm mà cái muỗng nó cao quá là nó sẽ văng đá ra. Được không? Để ta cao rồi. Rồi, làm cho trọng ly luôn vậy. Rồi, quên nha. Cu chung nó đi học rồi. Nhi ở nhà đi học ta. Quyên. Chị Nhi nhẹ đi học. Hồi sáng có nhà ông ta quên nữa. Ờ, kêu ông Tư nữa, quên nữa. Mấy đứa nhỏ cho nó làm trước đi. Cá lặn cá lội. Cá lặn cá lội quá trời cá luôn. Nhắc ghế rồi con. Khách tới. Nay nhà mình bán Milo. Ủa hôm gà bán ăn rồi giờ mình bán uống. Này có thằng Thắng khoái lắm à. Thắng nó mê Milo dầm rồi lắm. Mẹ ngồi đi mà. Dạ còn nhiều lắm, chừa cho nó chiều gì nó ăn. Bắt rổ chấm đứa nào ăn vô. Chị ba hôm nay nhìn đẹp chứ ba. Trời ơi. Thiệt không? Đây. Chị ba đẹp quá, để quay cận cảnh chị ba. Thiệt bộ hôm nay chị ba trẻ quá trời nè. Chị bánh lăng miếng thôi. Của mẹ nè. Mẹ bánh lăng nữa không? Của tao ít đựng ngọt không nha. Dạ. Đây. Chú mẹ chế ít Milo nha, ít Milo thôi, tại vì nó ngọt. Không có ăn trà chân trâu. Rồi, có mẹ nhiêu đó được rồi. Chị ba gọi ly đó cho chị ba. Tại vì ngọt quá lên đường nó không có được. Xíu đó thôi vậy, xíu đó thôi. Rồi được rồi, ít thôi. Tại vì lên đường cái nó bị viêm tay á, nó lâu lành lắm. Thì mẹ bị viêm tay giữa đó nha. Tại tiểu đường mà mình bị đứt tay hay gì đó là nó lâu lành lắm. Không chân trâu. Rồi thôi. Bánh lăng có hột gà cũng không được luôn. Miếng thôi. Cái đó không phải bánh lăng, cái đó là dâu câu. Này dâu câu hả? Dạ. Con này dầm ra uống hả? Dạ, dầm ra. Dầm đá chứ đừng có dầm cái mấy cái cục đó anh. Dạ. Đâu có văn châu rồi hút nữa. Đâu có văn châu tại vì Tư không có ăn bột. Cũng Milo nữa hả? Dạ, cái này Milo Milo bột. Hả? Milo sống. Để dầm dầm vô. Kêu hai được chưa? Rồi con kêu hai rồi, hai lỡ tay đang làm cái hai với mình xuống. Mình chung thì đi lên trường rồi. Cái lát bổ thu người hai chục hơn. Ngủ quá. Dạ hả? Mới khóc la sầm ngủ rồi. Té một cái đập đầu. Đi lên cái dốc thềm nhà đó. Rồi cái bật ngửa. Cưng bay lại, cưng thọt cái tay vô đỡ mà không kịp, đụng có một ngón tay à. Phải nhanh chút xíu rồi đưa nguyên bàn vô thì nó đỡ. Mới đây hả đạt? Mới đây cái đạt khoảng chừng nửa tiếng gì. Ba
Lấy ngày ngọc nghe nó luôn đi, cho nó lên chút gì đó nữa. Biết gì không, cái đôi dép của nó mang á, nó hơi bè. Đừng có đi đường đó. Đừng chỉ cho nó biết nghe. Nó đừng như chỗ nó té tao đó. Té thằng đầu á. Té hồi nãy khóc mù trời chứ. Sớm rồi anh uống mà. Nó bưng cho mình nước uống quen nó uống. Nó uống hồi cái mà. Nó hộp vô cái sao mà sắc. Phải dạ, nó nhiều quá hộp thật. Rồi, ướt mặt, ướt áo, độ chân. Nãy quay qua lại hết cái ly mà cổ cũng chưa quay nữa. Uống hết cái ly mà Út chưa quay nè. Sợ thì nói giống một ghen, mẹ nói giống một quý. Sợ biểu dẹp, dẹp. Hay rồi, đúng rồi. 2 giờ tới cho hai một ly luôn rồi. Hổm gà ăn rồi giờ bữa nay mình chuyển qua uống rồi. Đúng bài. Uống chuyện đâu uống hả? Ngủ. Chính ngủ à? Bánh lăng nữa hả? Có thạch rồi bánh lăng nữa đầy đủ. Màu đen là giống. Cái nè, màu này nè. Màu này giống. Quyết đó, cái đó là quyết dịch đó. Màu nó giống đó. Nè, hay có bụng miệng đó. Có luôn đó nè. Của mẹ ngọt quá không? Chế khi một miếng nước gì không? Ủa, video ngủ này nữa đây hả? Nó quyên vô qua cho mẹ uống thử. Có mẹ thức. Coi mẹ thức chưa? Mẹ thức thì kêu mẹ luôn nha Quyên. Nãy Út vô là thấy mẹ đang ngủ rồi. Cho ăn cục nữa nha. Dạ lấy đi chị ba, nhóc dạ, hết trơn. Lấy đi chị. Cái này giống bánh lăng đúng không? Không phải, bánh lăng thì trong hũ kìa chị ba. Lấy cái bánh lăng cho chị ba vậy. Cái bánh lăng này là bánh lăng này vợ ăn làm á. Cái này là giảm cân đó nha. Nằm nè. Giảm cân á. Đừng có lên đi uống. Cũng là cái gì mà thơm ta? Bút điên giảm cân á. Thơm béo. Thơm béo. Béo. Bút ngon. Bút cho mẹ miếng Milo bột rồi. Cho mẹ miếng Milo bột vô. Ngon quá. Mẹ pha miếng cà phê cho nó ấy không? Tao chịu đánh 25. Để pha miếng cà phê vô nè. Cái này không, mấy này mình đặt. Uống nước vậy. Có hai cái điện thoại đâu có Milo nữa. Khác nha. Rồi. Đó có ai thiếu gì thì tự xử nha. Thêm Milo là topping gì đó, tự bỏ vô. Em ở ly này refill hoài đó. Ly nãy đây hoài. Ly nào cái gì ly thạch xanh á, uống hoài còn hoài á bé Thương. Bỏ đó vô tiếp. Có cái miếng nước mà nó không ăn hả? Có, giọt rồi. Nói rồi cho chín thử. Rồi. Ly của chồng nè. Ừ. Đưa giá thôi. Đó, nãy ta kêu cho không chịu đâu. Để đằng đầu đó luôn đi vợ, có gì múc để cho dễ. Uống hoài không hết ly hả? Uống hoài không hết. Thêm miếng sữa. Thêm miếng sữa, thêm miếng cacao. Thêm miếng nước đá vô nữa. Miếng quý vô rồi mấy hai. Quý quá. Hai đứa quý. Quý quá hai nữa nãy. Quý, nãy nó ghen. Cái gì vậy? Ghen hả? Mẹ ra mà nó ủa không biết vậy. Ủa chút xuống năm là có ai xuống? Chắc chị ba không quá. Chị ba theo, tại theo mấy đứa như chị hai nữa. À. Thì uống xong này đi đi. Tư nữa nè. Tư nữa. Đứa nào ta? Hút lộn mà. Có hổng giờm nó nói gì. Hút cái muỗng hả? Đúng rồi. Còn mới nấu xong thì này. Đi uống cà phê bị lộn quả gì, nó có cái muỗng mà tròn vo, cái cán nó tròn vo dễ bị lộn. Muỗng cao bằng nó ai dám mặt nhiều. Em nấu cà không dám bỏ đường. Trắng trắng nè. Trắng trắng nè, nhìn mơ mờ đó. Dạ em lấy cái đường. Có thích ngọt thì bỏ thửa đặc thêm. Giảm cao nè. Bé Thì bữa nay nó cao dữ ta. Em có ngồi ghế cao á. Phải không? Tính đầu này nó cao thêm được miếng nữa chứ. Trời ơi, còn nguyên dòng ghế dứt kìa.
Còn nguyên chồng thêm sữa không sữa giảm phân miếng sữa là giảm thêm cân không lại thêm miếng sữa thêm miếng đường thêm miếng sữa này ly giảm cân mà giảm lên cây cân quá không để ý dữ đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Quá trời đẹp luôn nhìn lạ lạ chụp chưa rồi từ cái chụp ơi ok con dê rồi ngồi giữa con dê ơi ơi ngồi giữa mới chịu à ừ. Hồi nãy sao mình chia ba mình chia 2-3-4 ngược cái có mình em ngồi cao nhất luôn em mình ra đây đi chụp thêm sao mà 1 tấm nữa 2-3-4 hả 2-3-4 nè đi 2-3-4 2-3-4 6 về mất tiêu rồi 6-7-8-9 luôn 6 về Long Thiên rồi đó đầy đủ luôn 2-3-4 nha 2-3 vô tự nhiên rồi hết cao rồi này là 2-3-4 rồi ok chụp xong rồi đó rồi đó hay luôn hả chụp không thấy nhá đèn cái gì hả chụp phải đếm 1 chụp xong là biết ba người ta biết người ta rồi rồi xong rồi khoan khoan xe cua đúng không xe cua nữa nhăn lại làm ba ông quá xe cua cho chắc cú không quá uống rồi bây giờ mà cái ly mình không thể uống hút sao ừ rồi cái ông hút chi ba đâu rồi quên bỏ hút hả hết rồi hết rồi bỏ thêm tiếp làm lại rồi thôi mình cũng xin kết thúc video chào tạm biệt cả nhà cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem video của mình nha bye bye xin chào uống xong rồi xuống năm chơi chắc cưng chiều cũng mới xuống á tại đang bận cái này cái vậy hả thôi bữa khác đi không kìa xuống chén luôn à tại nhà con còn xúc rửa mấy cái hồ cá cái nó không kìa lâu quá trời rồi à.